Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa thượng Tịnh Không. Đề tài 102. Cốt lõi của giáo dục ở chữ chuyên. Trong thế xuất thế gian pháp, không có thứ gì có thể so sánh được với giáo dục. Ở ngay trong một đời người, phải xem cái sự việc này để lên hàng đầu. Khổng Tử ở trong Luận Ngữ có ghi chép: Phu tử từng nói qua, cả ngày ta không ăn cơm, cả đêm không ngủ, ta đang nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy không có gì tốt. Sau cùng tổng kết là một cái kết luận: không bằng học vậy. Chúng ta có thể nói đời người cái đức thứ nhất là gì vậy? Hiếu học. Nếu đem tôn giáo ra để mà nói, người hiếu học sẽ được cứu. Người hiếu học có thể thành thánh, có thể thành hiền, có thể thành Phật, có thể thành Bồ Tát. Đây là người hiếu học. Bạn đầy đủ điều kiện cơ bản: hiếu, liêm, thành, kính. Phía sau thêm vào hai chữ hiếu học, bạn liền sẽ thành công. Nếu như không hiếu học, lão sư tuy muốn dạy bạn mà bạn không hiếu học, không bằng lòng học, vậy thì vẫn là không thể thành công. Cho nên hiếu học, lão sư sẽ đem phương pháp này truyền dạy cho bạn. Cái phương pháp này chính là phương pháp của cổ thánh tiên hiền truyền dạy cho chúng ta. Chính là những câu nói trong Tam Tự Kinh. Cốt lõi của giáo dục chính là ở chữ chuyên. Đây là bí quyết. Trường học hiện tại phạm phải lỗi lầm gì vậy? Trường học hiện tại dạy xen tạp quá nhiều, không chuyên. Cho nên trường học hiện tại theo quan niệm của phương Tây là từ chỗ nào mà mặc tay vào vậy? Học rộng nghe nhiều. Quan niệm của phương Đông là chuyên tinh, không phải học rộng. Ở trong Phật Pháp có học rộng nghe nhiều. Thế nhưng bạn phải nên biết, học rộng nghe nhiều là lúc nào vậy? Là sau khi chuyên tinh thành tựu rồi thì mới học rộng nghe nhiều. Người phương Tây nói, làm học vấn cũng như xây kim tự tháp vậy. Họ thí dụ cũng rất hay. Khi vừa mở đầu phải học rộng, cái gì cũng đều học. Học đến sau cùng thì học chuyên, cái gì cũng đều học, cái gì cũng đều biết. Sau cùng đến lớp tiến sĩ, đó không gọi là tiến sĩ, mà gọi đó là chuyên sĩ. Đến lớp tiến sĩ chuyên học một khóa một, họ từ tiểu học, trung học, đại học đều là học rộng nghe nhiều, sau cùng chuyên học một môn. Cho nên học vấn phương Tây cũng giống như kim tự tháp vậy. Chúng ta thì không như vậy. Học vấn của chúng ta giống như một cái cây to. Bạn thấy gốc cây, rễ cây là chuyên, chỉ có một. Về sau dần dần thì là cành, lá, hoa, quả. Làm học vấn của chúng ta cũng giống như trồng cây vậy. Trước tiên nhất định phải chuyên, chuyên nhất. Cái quan niệm này thì Đông Tây phương không giống nhau, cho nên phương pháp cũng khác nhau, hiệu quả hoàn toàn khác. Giáo học của phương Tây giống như kim tự tháp. Hiệu quả của kim tự tháp sau cùng là khô cứng không thông, đến đỉnh thì không thông. Giáo học như cây to của chúng ta thì linh hoạt, nó có sinh mạng vô lượng, vậy thì làm sao giống nhau chứ? A Di Đà Phật. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.